Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa rất là được phước được thờ phượng Chúa chung cùng với quý đệ tớ Chúa và quý vị rất là có giá trị và rất được tôn quý ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Trong buổi buổi linh ngày hôm nay, đây là một sứ điệp từ tấm lòng của Chúa đến trên tất cả quý tôi con Chúa. Câu 24. Dạ, phúc âm Luca 15 từ câu 11. Thưa quý đại tớ Chúa, thưa quý cô bác anh chị, nếu ai có khả năng chép, hãy chép. Ai muốn quay, hãy quay. Ai muốn ghi, hãy ghi cái sứ điệp này vào. Đây là điều ơn Đức Thánh Linh nên đó khích lệ và cho tất cả quý tử con Chúa. Dạ, dạ xin phép quý đệ tử Chúa, dạ cả quý hội thánh cùng đứng lên đọc lời của Đức Chúa Trời ạ. Dạ. Luca 15 từ câu 11 cho đến câu 24. Luca 15 từ 11 cho đến 24. Dạ, trong khi giảng luận, tôi xin phép được xưng làm tôi. Dạ, vâng. Tôi xin đọc một câu và quý hội thánh Chúa sẽ cùng đọc một câu. Dạ. Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em thâu tóm hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàn tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ sạch có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu. Bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta ở đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã phạm một tội trời cả với cha. Không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Đó về đứng dậy mà về cùng cha mình, đi vào đó làm xa, cha bỏ thấy thì động lòng thương xót. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha ta tỉnh lưỡng rằng, hãy mong hỏi lấy áo tốt đất cho nó, nhà em đã phải thay tay áo dày vào chân. Hãy bắt bỏ con mập làm thịt đi, vì chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết, hả bây giờ sáng nay, hả mập hả bây giờ đã tỉnh được. Quý là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa, giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Chúng con cầu nguyện để chính Thánh Linh là Thần đã thật mang lời của Ngài đến với hết thảy chúng con, đến với tất cả những người mà nghe sứ điệp này. Họ đều đầy ơn được phước và đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Vì sứ điệp là lời phán trực tiếp từ Ngài đến với hết thảy chúng con, không bị ngăn trở bởi không gian, thời gian, địa điểm nơi chốn nào cả, mà lời của Ngài được khai phóng bởi quyền phép cao nhất của Ngài. Lời của Ngài được khai phóng ngay giờ lúc phút này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Dạ, xin chào quý người thân thân luôn. Quý đệ tớ Chúa và quý cô bác anh chị em, đêm qua có một giấc ngủ rất ngon nên tôi tin sáng ngày hôm nay không ai buồn ngủ. Dạ, cho dù có đói, có mệt hay là có gì nữa thì vẫn không buồn ngủ. Rất là sẵn lòng để nghe lời của Đức Chúa Trời. Phúc âm Luca 15 từ câu 11 đến câu 24. Đây là cái phân đoạn kinh thánh quý vị đọc nhiều, nghe nhiều, giảng nhiều và được nghe giảng nhiều. Nhưng mà lời Chúa luôn là tuyệt mới. Amen. Vì amen, lời Chúa luôn là tuyệt mới. Dạ. Trước khi chia sẻ lời Chúa, tôi có một cái câu chuyện như này. Câu chuyện này đã kể rồi, nhưng mà lại tiếp tục kể nữa. Đó là
một nhà, một gia đình ông mục sư già chuyển đến cạnh một cái khu toàn là thành phần trí thức, và ở trong Hàn Lâm Viện là rất danh tiếng. Và một hôm một người ở trong Hàn Lâm Viện đi sang nhà ông mục sư già này để thăm chơi hàng xóm, và ông nhìn thấy một cuốn kinh thánh cũ ở trên bàn mà vị mục sư vừa đọc xong. Thì người trong Hàn Lâm Viện này mới nói: thưa mục sư, tôi tin rằng tất cả mọi việc đều có thể thay đổi. Ông có tin không, một ngày nào đó kinh thánh mà ông gọi là lời Đức Chúa Trời đó cũng sẽ thay đổi. Ông mục sư già không nói gì cả. Ông mục sư già nói là: thưa ông, như vậy ở trong chức vụ của ông thì ông quen nhiều nhà khoa học lắm phải không? Người kia nói: đúng, tôi quen rất nhiều nhà khoa học danh tiếng. Nói rằng, mục sư nói rằng: vâng, bây giờ vấn đề cái việc mà thay lời Chúa đấy thì ông khoan nói đến. Tôi chỉ nói một câu nhỏ trong lời Chúa thôi. Đức Chúa Trời tạo dựng lên mặt trời mặt trăng. Đấy là một câu nhỏ trong Kinh Thánh thôi. Khi nào có đại hội đồng khoa học ấy, ông cho tôi gửi lời đến các bạn khoa học của ông. Ông nói rằng cái Kinh Thánh này cũ quá rồi thay. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ nói một câu ở trong Kinh Thánh thôi, đó là Đức Chúa Trời tạo dựng lên mặt trời mặt trăng. Khi nào ông họp hội đồng của Hàn Lâm Viện ấy, ông nhắn gửi lời của tôi là cái mặt trời mặt trăng nó cũ quá rồi. Khi nào các ông tập trung vào thay cho tôi hộ cái mặt trời mặt trăng nó mới hơn. Có được không ạ? Có thay được mặt trời mặt trăng không? Mặt trời mặt trăng còn không thay được thì chứng tỏ rằng lời của Chúa thay đổi, có đúng không ạ? Luôn là người mới. Đúng không ạ? Và ngày hôm nay trong Luca 15 từ câu 11 đến câu 24 này, đây là những lời của Đức Chúa Trời dành cho hết thảy quý với con Chúa. Chúa Giêsu kể một câu chuyện. Một người cha rất là giàu có, yêu thương và đầy lòng nhân ái. Một người cha có hai người con trai. Và cơ đốc nhân cũng có thể chia làm ít nhất là hai nhóm. Tôi tin là như vậy, hoặc là nhiều hơn. Và hai người con trai thì người anh thì chưa thấy nói gì. Nhưng mà lại cái ông em ấy, cái người con thứ hai ấy, thì lại nói như thế nào? Người em nói với người cha rằng: thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Quý vị nghe rõ hả? Nghe rõ. Đó. Người con nhỏ đấy đến với người cha nói rằng: thưa cha, xin chia cho con cái phần tài sản, phần của mà một ngày nào đó con sẽ có được. Cái phần đấy là cái phần của riêng con. Nhưng mà trong phong tục Do Thái ấy, thì người cha mà còn sống ấy, mà người con mà đến nói như vậy ấy, thì có nghĩa là ông sống nhưng mà giống như ông chết. Có đúng không ạ? Trước sau thì ông cũng gì chút. Thôi bây giờ còn sống, đúng không? Thôi bây giờ cái phần mà sau này tôi được ấy, thôi đưa cho tôi xài trước đi, đưa cho tôi dùng trước đi, đằng nào chết. Giống như vậy, đúng rồi, giống như vậy. Nhưng mà người Do Thái mà người con cả lên tiếng, con cả là được đến 70% tài sản cơ, quyền quyền trưởng nam ấy, con cả mà lên tiếng thì đã là xúc phạm lắm. Nhưng bây giờ đây là con đứng thứ hai, mà nó xin rất là ích kỷ. Nó nói là: xin cha chia cái phần ấy mà tôi xứng đáng được, cái cá nhân của tôi đó, tôi chỉ xin cho mỗi mình tôi đó, còn cái ông anh của tôi thì kệ đó. Rồi cái lời xin như vậy. Nhưng mà ở đây có một cái do thái phong tục là người cha mà còn sống đấy mà người con xin như vậy là rất là bất hiếu. Nhưng mà khi người con út xin thì người cha liền chia của mình cho hai con. Ông ấy hay không nhỉ? Ông ấy rất là công bằng, rất là yêu thương, rất là thiện lương, chia cho cả hai đứa. Nên ở trong hội thánh Chúa có những người siêng năng cầu nguyện cầu thay cho hội thánh của Chúa, cũng có những người trong hội thánh Chúa chưa được như vậy. Nhưng mà quý vị cầu nguyện cho hội thánh Chúa đấy là được phước chung hết rồi.
đấy. Trong cái điều tức chung là, nhưng mà tôi không học đến cái đó, nhưng mà ở đây là khi người cha còn sống mà người con này nói rằng trước sau về con cũng không. Và bây giờ là cứ cái phần tài sản của con mà con đã được ấy, cứ chia cho con, cứ chia cho con đi. Chúa ơi, con thấy người kia hướng dẫn người khen tỏ phượng quá hay. Sao cái người kia làn da đẹp thế, khuôn mặt đẹp thế, mũi cao, mắt miệng. Ôi, Chúa ơi, người này ngoại ngữ giỏi thế. Chúa ơi, Chúa ơi, người này làm này rồi. Chúa ơi, con xin ngài. Ê, nhưng mà chất giọng con không được. Nhưng mà con cứ xin mà, xin sẽ được mà. Con cứ xin cái này. Rồi, con cứ xin. Rồi, ôi, xong người kia đi xe ô tô đẹp thế nhỉ, thành công thế nhỉ. Chứ Chúa ơi, con muốn giàu. Nhưng mà con không có ơn kinh doanh. Nhưng mà con cứ xin. Đúng không ạ? Kệ, ông còn sống, kệ, tôi cứ xin, đúng không ạ? Phần của tôi xin, trước sau tôi nữa, cho tôi xin, đúng không ạ? Nhìn có đồng nhân Chúa ngăn cản rất nhiều lần rồi, nhưng mà phải không? Con cứ xin phần của con. Đó. Và người cha đáp ứng, xin thì ngài ban, đúng không ạ? Là ba, xin thì được, rồi ngài ban tài sản. Là ban cơ nghiệp, ban ân tứ cho rất nhiều người đã từng xin ngài. Dạ. Rồi, khi mà xin được ấy, hai cái từ nó liền nhau. Từ thứ nhất là khi người con út xin thì người cha liền cho, rất nhanh chóng. Cái thời kỳ công chứng nhanh nhỉ? Nhanh thế. Xin cái được ngài, tài sản đất đai công chứng nhanh. Dạ, rồi xin cái được ngay. Nhưng mà câu 13, cách ít ngày trong là ông ấy đổi giao vàng ra tiền cho đô thì ông làm rất nhanh cái tài sản. Ông này đúng là con năng khiếu kinh doanh ấy. Rồi được. Và ông ấy cách ít ngày ông ấy thâu tóm hết. Cái từ thâu tóm hết này chắc là cũng phải quy đổi ra vàng hay đô gì chứ ai mang đất đai nhà cửa mà thâu tóm được, có đúng không ạ? Chuyển khoản mình biết thôi. Ông thâu tóm hết, ông đi phương xa. Đi phương xa ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch hết cái gia tài. Học tiếp một chút phong tục Do Thái. Hôm qua tôi có cơ hội tranh phủ ở chỗ nhà của mục sư, tôi đọc là của cái thánh kinh phù dẫn của ông Phu, đúng không ạ? Vâng, tuyệt vời, đúng không ạ? Và tra cứu thêm. Dạ, vâng. Người Do Thái mà mang tài sản của mình đi nơi xa mà bị phá sản thì đó là một sự sỉ nhục rất rất là lớn lắm. Khi mà một người Do Thái mà mang gia sản của cha ông mình đi đến dân bổn xứ khác mà thất bại, mà phá sản, mất hết tài sản thì đó là một điều sỉ nhục. Sỉ nhục bằng cách nào? Nếu mà người đó mà quay trở về thì các quan trưởng, các trưởng lão sẽ đứng ở trước đầu làng, đứng ở trước cổng làng, rồi mang một cái nồi bằng đất tập trung ở đấy và làm một cái lễ đập nồi. Đập nồi nghĩa là không còn trong cộng đồng người Do Thái nữa, không chấp nhận, không được mời, không được cái gì nữa, coi như là không còn trong cộng đồng của người Do Thái. Rất là nhục, rất là nhục. Hơn cả là cái vấn đề lột giày mà phong tục cái nữa, đập nồi là còn hơn đấy. Nhưng bây giờ Việt Nam lại có cái mốt ăn niêu đập, đúng không ạ? Có cái nồi cơm niêu kín xong rồi mấy cái ăn phải đập cái nồi ra để mấy đây mấy ăn. Dạ. Nhưng mà đấy là một cái sự người Do Thái cổ mà đập nồi ấy, nghĩa là không còn chấp nhận trong cộng đồng nữa, không ai mời vào nhà, không ai cái gì, không ai dùng bữa chung, và rất là xin lỗi. Nhưng mà người con trai này cầm hết tài sản đi phương xa ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch hết ra là tôi không biết quý vị như nào, nhưng mà cuộc đời của tôi quá là sai với Chúa, quá là lầm lỗi. Có nhiều người đến nói mục sư ơi, cũng có một số người nói xấu mục sư ấy. Tôi nói rằng đấy không phải nói xấu, nếu mà họ biết cái quá khứ tội lỗi của tôi và Chúa tha tội ấy thì những cái lời mà xấu ấy đấy là những lời khen. Bởi vì thật sự mà không được Chúa tha tội nó xấu lắm, nên là những cái điều đấy nó là lời khen chứ không phải là nói xấu, nên là không có gì cả. Thế là cái người con trai thứ hai này mang tài sản đi xa. À,
tôi phải đi đến nơi nào ăn chơi cho nó xóa. Nơi đó không có hội thánh, không có mục sư. Tôi muốn đầu tư đa cấp, muốn kinh doanh, muốn lừa đảo, muốn làm cái gì thì làm. Đâu có hội thánh như đấy, đâu ai người biết đâu. Đâu ai biết đâu, làm được. Tiền phần 10 tiêu cho nó thoải mái, không khó của mình mà có ai biết đâu. Tại vì đi phương xa, chơi thoải mái, đúng không? Chơi cho nó ngoài sau rồi gọi là cho nó xóa, cho nó thoải mái luôn, chẳng đi cái gì cả. Và cầm tài sản, cái đấy là của mình mà, mình xứng đáng mà, công khó của mình mà, tại sao? Đúng không ạ? Tại sao phải quản? Và người con trai con đàn này cầm tài sản đi nơi phương xa và yêu. Tôi cũng thấy nhiều người ao ước, Chúa ơi, xin sức giàu cho con, ngợi khen thờ phượng Ngài. Và đúng với Ngài, sức giàu thật. Rất được ơn, rất được ơn. Khi được ơn rồi ra ngoài đánh cho các ca sĩ một đêm phòng trà, tiêu, đi phương xa tiêu, thoải mái, thoải mái. Và đừng bao giờ nghĩ Chúa không nhìn thấy. Cứ tiêu cho nó thoải mái, cứ phạm tội đi, cứ chạy trốn chương trình của Chúa đi, cứ hoang loạn thoải mái đi, làm cho thoải lòng đi. Cái gì mình có thể nghĩ được hãy làm đi. Và người con trai này chơi coi như là chơi quá lòng luôn, chơi tới bến luôn, xóa, chơi thoải mái luôn. Nhưng đâu ngờ cái khi mà cái tài sản hết thì đúng trong xứ đó cũng là lúc gặp cơn đói kém. Đói kém nhỏ hay đói kém vừa? Đói kém thì đã đủ nhục rồi, là thêm chữ lớn hơn đấy nữa, nghĩa là rất rất là đói kém. Đức Chúa Trời sẽ dạy con dân Chúa trở lại bằng bốn điều, quý vị ghi nhớ. Người, cái điều thứ nhất Chúa dạy con dân Chúa trở về đó là bằng Đức Thánh Linh. Đây là người mà cái linh rất là nhạy bén với Chúa. Thì Đức Thánh Linh đến để cáo trạch trực tiếp luôn, nói là con ơi sai phạm rồi, quay trở lại, quay trở lại đi. Thì cao nhất là bằng Đức Thánh Linh. Thứ hai, kêu gọi quay trở lại bằng lời của Đức Chúa Trời. Khi quý vị đang đọc kinh thánh, đang học kinh thánh, đang làm gì, tự nhiên lời của Chúa đến trực tiếp, và đấy cũng là sự quay trở lại bằng lời. Sự quay trở lại thứ ba đó là bằng người của Đức Chúa Trời. Một cơ đốc nhân hay là một đầy tớ Chúa hay là một dân sự của Chúa đến khuyên, khuyên, dùng lời của Chúa để khuyên, đó là cách thứ ba. Nếu cả ba cách này đều không đủ đô, không đủ mạnh, thì cách thứ tư là bằng hoàn cảnh. Và cái ông út này, ông thứ hai này bây giờ được học bằng hoàn cảnh. Hoàn cảnh. Dạ. Dạ. Và đâu ngờ tài sản của ngày hôm nào, đúng không ạ? Tiêu tiền cả quyển, đầy tiền bạc. Nhưng mà ngày hôm nay lại rơi vào cơn đói kém lớn. Cơn đói kém lớn. Có đúng không ạ? Đói kém lớn. Tài sản thì không có, người thân thì không. Dạ. Rồi, nó bèn đi làm mướn cho người bổn xứ. Từ một ông chủ, bây giờ đi làm thuê. Đã làm thuê rồi thì người ta sai đi ra đồng chăn heo. Người Do Thái mà đi chăn heo thì cái công việc này là thấp lắm. Đi chăn chiên, chăn bò Việt Nam và chăn trâu, bây giờ đi chăn heo thì tệ lắm. Nếu mà chạy trốn sự kêu gọi của Chúa, nếu mà cứ làm theo cái ý riêng, cứ nghĩ là mình đáng và cứ quyết định đi theo cái ý đó, nếu mà dạy bằng kêu gọi trở về bằng Đức Thánh Linh không đầu phục, kêu gọi trở về bằng lời của Đức Chúa Trời không đầu phục, kêu gọi trở về bằng quý tôi tớ của Chúa không đầu phục, thì sẽ có một hoàn cảnh. Một cái hoàn cảnh mà nhận ra rằng Chúa ơi con đang chăn heo. Tôi nói cái kinh nghiệm này, đó chính là bản thân của tôi này. Chúa kêu gọi tôi để phục vụ Ngài, thì tôi cứ mạo kinh doanh.
Chúa ơi, con có ngoại ngữ, con có mối quan hệ, con thành lập công ty, lên trên hạ lục, đủ các sự cám dỗ tội lỗi, kết hợp với lại bảo vệ, làm bảo vệ cho kiểm toán nhà nước. Ôi làm nhiều thứ, khách này khách kia, cuối cùng phá sản và để một cây kiếm vào cổ. Thì cắt một nhát, chưa chết, đâm thêm một cái vào tim nữa, rồi gửi xác về nhà, kết thúc. Nhưng mà vợ tôi đã cầu nguyện 3 tháng liên tục, Chúa ơi, trả con người này về, trả con người này về. Và khi đang chuẩn bị như vậy thì có người lao đến và lấy những vũ khí đi. Tôi bắt đầu mới vào trong nhà tắm, xả nước ra, bắt đầu khóc. Chúa ơi, có phải con đang ở máng heo không? Con muốn được sống và muốn được phục vụ Chúa. Thì tôi đang cầu nguyện như vậy thì vợ tôi gọi một cú điện thoại, nói: anh ơi, bỏ hết đi, đi về nhìn vợ con một lần thôi. Và tôi quyết định đi về và phục vụ Chúa đến bây giờ. Vâng, cứ tưởng là cái gì đó ghê gớm, nhưng mà cuối cùng phải dạy ở cái bài học máng heo. Dạ, khi đó người ta sai nó ra đồng chăn heo. Khi mà đã bị phạm tội nhá, khi mà đã đi theo xác thịt nhá, nó sai đi đâu mới phải đi đó. Đi đâu mà đi đó? Nó đã bảo đúng không ạ? Có người nói: ôi, con yếu thuốc mà hôm nay hút mai bỏ. Mày đâu có bỏ được đâu. Nào mà đi theo nó, chỗ nào rồi đánh hơi đấy có mùi thuốc là cái gì mà đi đấy. Có một chủ tịch tập đoàn rất nổi tiếng ở Việt Nam, đó là chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, ông tên đó là Lê Thanh Thản, gọi là Thản Điếu Cầy. Đi họp biết cái đó mà tranh thủ hút bài yếu, nhiều lần đập điếu, chôn điếu, thề đủ các thứ trước, đủ mọi thứ vẫn hút bình thường. Đúng ạ, và khi nó đi một cái gì thì nó có sự kiểm soát. Nó sai ra ngoài đồng chăn heo. Lúc này tệ nhất là cái hoàn cảnh này, đó là sao nó đói dữ vậy ta, đói mà muốn lấy vỏ ở đâu. Xong sang nhà cô chú bên này xin bã đậu rồi, tốt lắm, tên là vỏ đậu nó còn chưa được bã đậu nữa, đúng không ạ? Vỏ này nó còn có tí chất gì đâu, đúng không ạ? Nó vỏ nó khác với là cái bã, đúng không ạ? Tệ quá. Dạ, nhưng mà nhớ là đang trong cơn đói lớn nhá, không có cách nào kiếm được đường đến Việt Trì đâu. Đang trong cơn đói kém lớn mà muốn lấy vỏ đâu của heo ăn, ăn cho no, chính tỏ lúc này là kệ, mùi heo cũng được, đồ ăn của heo cũng được, coi tôi là heo cũng được, miễn là được ăn. Tại sao có nhiều người nghiện ma túy nó lại dám giết ông nội bà nội để lấy tiền? Kệ, bất nhân bất nghĩa bất hiếu gì nghĩa, bất cần, chỉ cần ma túy. Có đúng là lúc này là muốn lấy vỏ đâu của heo, chỉ cần ăn nó. Wow, người này học cái bài học chắc cùng lớp với tôi. Học cái bài học rất là cao. Và khi tưởng là xin cơm của đầy tớ, xin cơm của người làm vườn, xin cơm của cái bọn nó làm thuê làm mướn khác thì nó còn không cho, cái này xin cái gì? Vỏ đậu. Sao mà ngay cái ông chủ tiết kiệm thế, ông biết vỏ đậu này, đúng không ạ? Nhưng mà không cho. Chán thật. Dậy đến cái mức này rồi thì đến cái mức này thì không nói tôi là da gì ấy, tôi là xứng đáng này, ngon lành này. Ôi, và cuối cùng cảm ơn qua cái bài học quả bỏ đầu này thì nó mới tỉnh ngộ. Ôi, như vậy Chúa ơi, như vậy Ngài cứu con, Ngài dùng con, Ngài trang bị cho con, Ngài ban phước cho con, tất cả là do ân điển, do thương xót. Em mà còn nghĩ còn ra gì, đúng không ạ? Mũi cao, giọng hát hay, ngoại ngữ giỏi, chơi đàn tốt, con tưởng con ghê nữa, ra cuối cùng đều là do ân điển của Ngài, do Ngài thương xót. Bây giờ đối diện với cái máng heo, với cái bã đậu, với cái sự ngăn cấm, chỉ cần ăn nó đi bụng thôi, ăn bã đậu mà cũng vẫn còn không được, mới tỉnh ngộ. Tại nhà cha ta,
biết bao người làm lớn được ăn bánh dư dật. Ông từ cái địa vị làm con, bây giờ không nghĩ đến ở nhà cha ta, thức ăn của cha ta dư dật, mà bây giờ thức ăn của đầy tớ. Khiêm nhường chưa ạ? Đã khiêm nhường chưa ạ? Ôi, cái thức ăn của ông này nhiều mà tôi không thích, không ra gì. Tôi không đưa tài sản này, tôi tự ăn theo cái kiểu của tôi, đúng không ạ? Tôi thích quay lẩu hải sản cơ, tôi thích gì, đúng không ạ? Tôi không cần, thức ăn này tôi không cần. Biên sản cái loại nông nghiệp của ông tôi không cần. Đưa tiền này, tôi đi, đi đầu tư khác cơ, đúng không ạ? Và cuối cùng, khi khiêm nhường lại, việc đầu tiên nhớ đến là bánh của các đầy tớ thôi. Đúng không ạ? Phải có sự khiêm nhường trở lại. Khi mà qua bài học, ai cũng phải khiêm nhường trở lại. Không cứng được với Chúa. Không cứng được với Chúa. Đúng không ạ? Vua Nebuchadnezzar, người ta gọi là vua của các vua. Wow, ông oai phong lẫm liệt, nhìn cái sơn hà xa tất. Ôi, oai phong và nghĩ và kiêu ngạo đến mức Chúa cho thành nó không ra người mà cũng cả chẳng ra thú. Nó biết tập tính bảo đồng thực vật đây là cái loài gì luôn. Thế nên người mà lại ăn cỏ rồi lại làm lung tung với cả. Nhục quá, cuối cùng nói, con đồng phục, ngài là Chúa. Ngài cho phép con làm vua, con biết làm vua. Và nhục như vậy, thì lúc đó nhớ ra, mới kiêm nhường. Và ước tất cả quý đệ tớ Chúa đang được kêu gọi điều gì thì hãy vương phục. Không cần phải học ba cái bài học thứ tư là hoàn cảnh thì mới quay trở lại. Và người này nó tỉnh ngộ, tỉnh ngộ và nói rằng nhà ta, nhà cha ta biết bao người làm mướn bánh ngân dữ dật mà ta ở đây phải chết đói. Bài học hôm nay với chủ đề là cha nhìn nó động lòng thương xót. Lẽ ra chia sẻ hết rồi mới nói tên chủ đề cho nó lôi cuốn một tí, nhưng mà ở đây nói chủ đề chưa? Dạ. Rồi, ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà thưa rằng: thưa cha, con có tội với trời và với cha, không đáng gọi là cha nữa, là con của cha nữa, xin đãi con như đứa làm mướn vậy. Đây là trong tư tưởng, có đúng không ạ? Đây là trong suy nghĩ, đây là trong tâm trí, trong tấm lòng người đó muốn được thay đổi. Tôi được thay đổi. Tôi xin phép lấy một ví dụ. Người nói: Chúa ơi, con sẽ thay đổi. Con không chốt phần người nữa. Con không xem phim ảnh đà dâm thủ dâm nữa. Con không nghiền ngập ma túy. Con không uống rượu uống thuốc nữa. Con bỏ, con tiếp tục bỏ. Ví dụ mình ở đây, mình cầu nguyện như vậy trong lòng, nhưng mà mình cứ cố gắng làm, cứ cố gắng làm, cứ gọi là Chúa ơi giúp con, Chúa ơi giúp con, vẫn rơi xuống. Cái suy nghĩ là một việc, nhưng mà hành động thì hoàn toàn khác. Đi qua mẹ đâu ạ? Suy nghĩ muốn quay trở lại là một việc, nhưng mà cái hành động thì nó phải hoàn toàn khác. Khi ra người này suy nghĩ như vậy, thì đến câu 20, nó bèn đứng dậy. Phải đứng dậy, phải hành động, quý vị qua bên không ạ? Chỉ suy nghĩ thôi, tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ ăn năn, tôi sẽ thay đổi. Nhưng mà chỉ trong suy nghĩ thôi thì chưa có gì xảy ra. Nó phải đứng dậy, nó phải đứng dậy, nó phải đứng dậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Tôi tin rằng có một sự chuyển động trong Thánh Linh ở tại nơi đây. Có rất nhiều người bắt đầu trở lại yêu các đầy tớ Chúa và dâng hiến cho hội thánh. Thay đổi. Chúa sẽ thay đổi. Chúa sẽ làm ơn ở trên hội thánh ngài và quý đầy tớ này. Chúa sẽ thay đổi. Nhiều con người bắt đầu thay đổi trở về trong sự khiêm nhường. Sau sự khiêm nhường, các hội thánh Chúa mà được ơn ở trên thế giới đấy, khi người ta dâng hiến đấy, người ta chuẩn bị phong bì ở nhà, người ta chạy lên trên mục ấy, mục giảng ấy, người ta quy xuống, người ta xếp vào đó. Không cần phải mỗi lần dâng hiến mời một ông hay bà hay dâng hiến lên làm chứng 5 phút đức tin để kêu gọi dâng hiến, kêu gào. Nhưng mà nếu mà được biết về ơn cứu chuộc và trưởng thành ấy, rất là sẵn lòng. Bởi vì dâng hiến là một phần ở trong đời sống cầu nguyện.
Và từ suy nghĩ đến hành động, nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, đây là câu gốc, cha nó thấy thì động lòng thương xót. Quý vị cùng nhau nói: xin cha hãy nhìn thấy con, xin cha hãy nhìn thấy con và động lòng thương xót. Amen. Nếu mà đi xa khỏi mặt cha, cứ trốn tránh thì cha không nhìn thấy nó. Nếu cứ ghi mà trong tội lỗi thì sao? Có đúng không ạ? À, quay trở lại. Đây là cái câu rất đặc biệt. Quý vị xem. Khi từ đằng xa cha nhìn thấy nó đồng lòng thương xót đấy, thì cha chạy đến. Người Do Thái cổ đến thời bây giờ, những rabbi, những thầy dạy luật hay những người Pharisee, không bao giờ họ mặc cái quần, nó như cái váy ấy, mà không che cái đùi. Nhớ à? Người nam của người Do Thái mà hở đùi là một sự xúc phạm, sỉ nhục. Nhưng mà cái hình ảnh mà kinh các họa sĩ mà thời ghi lại ấy, đó là người cha đấy kéo cái quần cao quá đùi để chạy thật nhanh đến với người con. Và cái hình ảnh đó được biểu lộ rõ nhất là Chúa Giêsu Christ đã bị lột trần ra để tình yêu đó che đậy vô số tội lỗi của chúng ta. Vì amen đó, Chúa thật sự bị lột trần và tình yêu đó, máu của Ngài che đậy vô số tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời không còn nhìn thấy chúng ta là cái con người công bình riêng nữa và những thấp hèn hay là đoán phạt hay là tội lỗi, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta qua dòng huyết của Chúa Giêsu Christ. Người cha từ đằng xa chạy đến thật nhanh để làm gì, quý vị có biết không ạ? Chưa đến lúc ôm đâu. Tất cả các nhà giải kinh trên 90% đều công bố rằng người cha chạy thật là nhanh đến để gặp con trước khi gặp những cái người cầm những cái nồi đất ra. Nếu mà họ thấy cái người này mà phá sản tất cả các tài sản của tổ phụ người Israel mà mang đi tiêu phá ở ngoài ấy, họ sẽ ra ngoài cái đoạn đó, họ quay lại, họ chặn lại và họ nói rằng: hỡi đứa con bất hiếu, đi ra khỏi cộng đồng, không xứng đáng là người dân Israel nữa, và đập vỡ cái nồi, không ai được tiếp người này trong gia đình, không ai được mời được cái gì. Và làm như thế thì vô cùng xin cảm ơn Chúa là Chúa chưa cho phép một ai đó bị cái hình phạt này. Chúng ta còn tỉnh táo, còn khỏe mạnh, còn đầy lòng nhiệt huyết để ca tụng Chúa. Nhưng mà có những cái con người mà quá Satan nó được đụng vào, nó mà lấy đi trí khôn, lấy đi sự kiểm soát, ăn cái gì không biết, ngủ cái gì không biết, có mặc hay không mặc không biết, rất là tủi nhục, rất là gì nhục. Có nhiều người tự kỷ, trầm cảm, loạn thần và rất là gì. Cái người đó có ở trong cộng đồng hay ngoài cộng đồng, người ta cũng rất là đáng thương. Rồi. Và người cha chạy đến với con và bắt đầu như thế nào ạ? Hôn ở đâu ạ? Quý vị xem trong kinh thánh, hôn ở đâu ạ? Hai bạn kia có con nhỏ, hai em ở dưới có con nhỏ, hai em biết trẻ con mà khi nó năng động, nó vui đùa ấy, thì cái phần cổ là ra nhiều mồ hôi nhất. Các em có thấy vậy mà trẻ em ấy, khi mà nó nô đùa, nó vui, nó chạy nhảy ấy, thì cái phần cổ ấy thường ra rất nhiều mồ hôi. Mà trẻ em nó ăn sữa mồ hôi nó còn thơm, còn cái ông này ăn cái gì à? Ăn ở đấy ba hê ba đầu cho heo mà không được ăn, thì có khi ăn cái thứ mà nó còn thấp hơn, mà nó sống chung với lại heo bao giờ tắm rửa xịt nước hoa gì đâu, đúng không ạ? Mà khi đi một đoạn đường quá dài như vậy về, bố rất là yêu con nhưng đứng xa xa ra tí rồi con có như vậy không ạ? Không. Khi mà trở về, ông bố chạy ra và ngăn trở cái gì mà người ta đập đổ, và thứ hai nữa là ôm và hôn vào
lên cho quý vị. Khi mà chúng ta thật sự quay trở lại với Chúa, quý vị anh nghe đó, khi mà chúng ta thật sự quay trở lại với Chúa, đừng có nghĩ khi con quay trở lại con phải thật ngon lành, con phải thật thánh khiết, con phải bốc lửa, con phải cháy, con phải lên tay, con phải như này. Ngay cái lúc lòng linh và đời sống quý vị quay trở lại với Chúa thì Cha đã đọc lòng thương xót. Ngay cái lúc đó quý vị sẽ cảm nhận Ngài rất yêu quý vị. Cảm nhận cái chỗ mà cổ ấy nó hồi nhân, nó mùi héo đi nữa, thì người Cha hôn ngay vào chỗ đó. Vô cùng, vô cùng là hạnh phúc quý vị ạ. Quý vị cùng nói Hallelujah. Chúng con đã quay trở lại với Ngài. Chúng con cầu xin Ngài, chúng con cảm nhận Ngài ôm chúng con vào lòng, ôm chúng con. Amen. Ngay cái lúc đó nha quý vị nha, ngay cái lúc đó, khi tôi thất bại trở về, tràn ngập phân heo, mùi heo bã đầu cô ấy, thì tôi thất bại trở về và đi nhóm cùng với vợ ở Hải Phòng, phải ngồi ở tận xa đằng sau trong góc, không dám nói amen. Nó xấu hổ lắm, nó mùi phân heo bã đầu, nó xấu hổ lắm, ngồi tận xa trong góc không dám nói amen. Nhưng mà khi lời tớ của Chúa ở bên nước ngoài về, ông thầy đi giảng, ông giảng hay quá, chúng tôi không thể mà tôi nói amen. Thế là bởi vì ông không nhìn thấy, ông nói tôi nghe tiếng của thánh tinh lên đây và tôi muốn ôm. Tôi đã cầu nguyện liên tục cho thầy mấy năm rồi, và tôi cầu nguyện rằng hãy trả con người này về cho Hải Phòng, hãy trả con người này về cho Hải Phòng, và tôi cầu nguyện liên tục trong 7 năm, mà ngày hôm nay tôi thấy trả con người này về cho Hải Phòng. Thì lên và thầy Chúa ôm tôi và nói rằng hãy hầu việc Chúa đi, Chúa kêu gọi, và chúng tôi bước đi, vẫn còn mùi phần heo, vẫn còn mùi phá đậu, nhưng mà bước đi. Là trân trọng kính mời cô Deborah và cô Luther đứng dậy. Xin mời đứng dậy. Đây là hai người đầu tiên mà cùng với chúng tôi đồng hành để phục vụ Chúa. Đó là chương trình của Chúa và cảm ơn Chúa. Tôi bước đi. Dạ, tiếp theo. Tiếp tục nha quý vị nhé. Dạ. Nếu anh ngủ thì ngáy nhỏ một tí. Dạ, dạ. Rồi. Trở về với Chúa nhưng mà phải có đời sống ăn năn nhá. Không phải là tôi cứ về tôi muốn làm cái gì thì tôi làm, mà không phải phải có đời sống ăn năn nữa, đúng không ạ? Rồi trở về rồi được ông bố ôm rồi, được người cha yêu rồi, ôm rồi, bắt đầu ông người mới nói đi ăn năn. Thưa cha, con đã có tội với trời và với cha, con biết rằng con không đáng là con của cha nữa. Lúc này là ăn năn thật đấy. Ăn năn thật mới biết rằng mọi thứ là do ân điển, không phải do mình xứng đáng đâu. Thật đấy mà. Thật đấy. Đúng khi bây giờ quay về rồi, bắt đầu người cha đón nhận rồi, ôm rồi, lúc này ăn năn thật. Ôi như vậy mọi thứ là do ân điển, không phải do con xứng đáng. Nhưng mà ở trên nó mới nói rằng con không xứng đáng là con của cha nữa, hãy coi con là đầy tớ, có đúng không ạ? Cái của trên như vậy. Nhưng mà mới nói đến đây rồi, con không xứng đáng rồi, ông chặn ngay, có đúng không ạ? Thế là đủ rồi, thế là đủ rồi. Lẽ ra mình nói thêm một câu nó mới đúng bài bản nhờ. Có kế hoạch ghi ra đàng hoàng, đánh máy đàng hoàng rồi, là con không xứng đáng là con của cha nữa, xin coi con là một đầy tớ, đúng không ạ? Nhưng mà chiên đã trở về với Chúa rồi thì không phải cầu nguyện cho David nữa. David lộ Chúa hay con sâu, con bò, con gì mình cũng không cần phải như vậy nữa, đúng không ạ? Mình khi mà về, con không đáng là con của cha nữa. Con, ông định nói thêm là con coi con là đầy tớ đấy, nhưng mà người cha chặn lại ngay. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, quý vị có thấy không? Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó. Hallelujah. Không cần. Đã về với cha rồi, đừng có cái tư tưởng
chăn heo chăn bò gì nữa, đúng không ạ? Không phải cứ tư tưởng những cái nô lệ nữa, mà hãy có tư tưởng danh phận làm con. Cứ amen không ạ? Bởi vì mình làm con thì cha mình là vua trên muôn vua, chúa của các chúa, mình cũng là các vương tử, các công chúa chứ, đúng không ạ? Thật sự trong nước trời quý vị như vậy, đúng không ạ? Và lấy áo tốt nhất mặc cho nó. Xin hỏi quý vị, ai ở đây đã từng mặc áo đắt tiền nhất là bao nhiêu triệu? Áo tốt nhất, đúng không ạ? Áo tốt nhất. Áo ở đây còn nói về thân phận. Người Israel nhìn cái áo thì biết thân phận của người đó như thế nào. Bây giờ áo cũng thể hiện thân phận và chức quyền. Có đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Áo của tòa án khác, áo của viên kiểm soát khác, đúng không ạ? Mỗi cái áo có cái thân phận, có cái chức vụ khác nhau. Còn chúng ta được khoác trên cái áo công chính của Chúa, có đúng không ạ? Và danh phận làm con của Ngài. Quý vị có rất nhiều thiên sứ chung quanh để sẵn sàng trở lịch, để cùng với quý vị làm hoàn tất công tác của cha. Quý vị nhớ rằng quý vị đang được khoác một cái áo công chính của Chúa Giê-xu. Cái địa vị đó là rất cao. Bây giờ người cha người mẹ hay là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại mà đi đón cháu ở trường, có đúng không ạ? À, đúng không ạ? Nhưng mà cho dù có những cái đứa trẻ khác nó rất đẹp, rất ngoan, hát rất hay, điểm rất cao, nhưng mà không phải là cháu mình, cái tình cảm, tình yêu rồi mọi thứ nó dành cho cái người thân nó phải khác. Mình là trong gia đình của Đức Chúa Trời, mình được khoác cái áo công chính của Ngài. Dạ, tiếp theo. Đeo nhẫn vào ngón tay. Đeo nhẫn vào ngón tay. Nhẫn là biểu tượng cho uy quyền. Ngày xưa các vua dùng cái ấn để mà, cái nhẫn để mà đóng ấn. Hôm qua tôi vừa nói về Đức Thánh Linh là Papaletos hay là Pneuma, còn gọi là cái nhẫn tính hôn của Đức Chúa Trời. Quý vị hãy nghe đeo Thánh Linh, Đức Thánh Linh vào trong cuộc đời mình. Luôn luôn có Đức Thánh Linh, luôn luôn có sự công chính của Chúa Giêsu ở trên cuộc đời quý vị. Amen. Thưa quý vị có thấy khi được trong cái thân phận, danh phận làm con, trong sự công chính của Chúa, mang thẩm quyền của Chúa, có Đức Thánh Linh, quý vị có thấy mình cao trọng chưa? Amen. Tôi ví dụ, bây giờ thế giới tự nhiên phát hiện mục sư Cẩm Thúy có đeo một cái nhẫn mà ngày xưa Chúa Giê-xu đeo. Cả thế giới đăng lên các trang là ở thành phố Việt Trì có mục sư Cẩm Thúy có một cái nhẫn mà chính Chúa Giê-xu ngày xưa đã đeo. Thì tôi nói thật, ông bà mục sư và cả hội thánh đóng tiền không đủ để thuê bảo vệ. Nói thật đấy, là nó chỉ chứng sẵn rồi là trộm ấy, hoặc là kể cả sau rồi đen sau đỏ là nó làm thế nào mà một là chụp ảnh hay là giật bằng được cái nhẫn của họ. Xin hỏi trên thế giới thu mà sưu tầm đồ cổ thì sẽ trả giá cái nhẫn đấy khoảng bao nhiêu tiền? Một cái món đồ nhỏ thuộc về Chúa thôi đã như thế, cả con người quý vị thuộc về Chúa, đúng không ạ? Mà quý vị không thấy có giá trị hay sao, đúng không ạ? Rất có giá trị. Dạ. Nên mặc áo khoác xong rồi đeo nhẫn. Đeo nhẫn là bây giờ ai đi ăn cưới mà lại mặc vét cà vạt rồi tóc đẹp, quần áo đi chân thật chẳng hợp thời trang cái gì cả, đúng không ạ? Rồi vâng. Bây giờ ấy, những cái đầy tớ đến ấy, khoác áo thì họ vẫn đứng, đúng không ạ? Đến khoác áo, đeo nhẫn vẫn đứng, nhưng mà đeo dây vào chân, có đúng không quý vị? Thì phải cúi xuống, đúng không ạ? Phải cúi xuống để đeo dây vào. Ôi, hết tự tin mặc cảm. Thế mà chỉ áo ước làm đầy tớ ăn bánh được đó, bây giờ nữa phục vụ, có đúng không ạ? Đó, phục vụ, đúng không ạ? Nhiều khi cơ đốc nhân không sử dụng thẩm quyền, không thẩm quyền. Đuổi quỷ thì đuổi mấy ngày. Quỷ ơi mày có mệt không? Chúng tao mệt lắm rồi đấy. Đuổi mấy ngày.
mình dâng cái sức của mình thì đuổi ai, đúng không ạ? Việc đuổi quỷ là của Đức Thánh Linh, có đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì mình nhân danh Chúa Giêsu và thẩm quyền của Đức Thánh Linh đuổi nó trong danh Chúa nó đi, đúng không ạ? Mà đến đuổi ba ngày mệt thôi rồi, đúng không ạ? Quỷ ơi, bọn mày mệt không cho bọn tao mệt lắm rồi đấy nhỉ? Vâng. Mà cái thời kỳ chưa biết ấy. Xin lỗi Chúa ơi, người còn đây những người về với Chúa. Thời đấy kia ăn cầu nguyện 3 ngày. Thì 3 ngày thì nó đói. Xong rồi thì mấy cô hay làm cắp ổi xoài. Thì bảo ăn xong, khi nào kia ăn xong phải ăn cháo rồi mới ăn cắp ổi xoài. Thèm quá lại cứ ăn cắp ổi xoài mà nó đau bụng. Cứ đuổi quỷ ơi. Quỷ nó ra ngoài gốc cây bụi cỏ nó khóc. Nó nói là tao có được làm nó đau bụng đâu. Nó thiếu hiểu biết thì nó đau bụng, cứ đuổi bọn tao thôi. Cũng dùng thẩm quyền đúng không ạ? Nhưng mà cũng phải biết đúng không ạ? Đói mấy ngày rồi thì phải ăn những cái thứ mềm trước, cứ cắp ổi xoài chiến vào rồi đau bụng để bảo quỷ, đúng không ạ? Đuổi thì cũng được thôi, nó cũng đi thôi, nhưng mà ăn thẩm quyền. Dạ. Rồi, nhưng mà chưa phải cao nhất. Nếu mà đến đó chưa phải cao nhất. Cơ đốc nhân nơi mà chỉ là vinh dự, là thẩm quyền, là quyền lực, là quyền năng, là ân tứ, là chức vụ. Chưa phải là cao nhất. Cao nhất là ở đây này. Hãy bắt bỏ con mọc làm thịt, chúng ta hãy ăn mừng. Cái quan trọng nhất của cơ đốc nhân phải là được ở trong tiệc cưới trên con. Phải được đồng ban với Chúa. Amen. Ở trên đất này quý vị càng muốn được gần ngai của Chúa thì ở trên trời càng gần ngai của Chúa. Đúng không ạ? Trong tất cả 12 sứ đồ, có ông sứ đồ khôn ngoan nhất gọi là sứ đồ Giăng ấy. Ông cứ ngồi gần Chúa rồi, lâu lâu ông lại dựa lên ngực của Chúa. Không phải xem Chúa để tiền ở đâu đâu. Dựa ngực là yêu thương ấy. Rồi, yêu thương đến mức mà người ta bảo là còn nói là để vào lòng của Abraham ấy, để vào là yêu thương ấy, đúng không ạ? Trong phải dường ngược nhưng mà như tôi ngày xưa xem ơi, tài chính kinh tế của ông bà già thì đâu không phải dường ngược, đúng không? Quan trọng nhất cơ đốc nhân phải khao khát được gần Chúa và một ngày nào đó được đồng bàn với Chúa ở trong tiệc cưới trên con. Cứ dự tiệc cưới đi, đừng có bàn cãi món gì. Dự tiệc cưới cái đã, không phải bàn cãi. Vâng. Thầy chúng tôi có một cô cả gia đình tin Chúa, với ông chồng thì chưa xác quyết lắm, cô gọi là tin thôi, gọi là ông nhiệt thành với Chúa đi, rồi sau lên trời còn được ở trong thành thánh nhà bằng vàng, đã lên trời túc đều tôi thành phố. Nói gì sư kia, một cái hội thánh kia rất là nhiều thương gia, trong đấy có một triệu phú, làm sao mà thủ quỹ không bao giờ chấp nhận được, mỗi lần dưng $90 mà. Khuyên là bao nhiêu cái bài giảng về phần 10 chỉ dưng $10 mà là 1 triệu phú. Triệu phú, $1 triệu là nhiều tiền lắm ấy, mà dưng $10. Một sư hỏi, con ơi cho ông hỏi, sao con công việc của Chúa nhiều như vậy, sao con không rời rộng, dưng một chút? Thế là thưa không, một sư, con làm đúng lời Chúa ấy. Chúa Giêsu hôm qua ngày nay cho đến đời đời không thể thay đổi, con cứ thế rồi. Đấy là Chúa Giêsu, thế là dưng kiến, phải không? Câu kinh thánh khác. Nên là khi ông lầm kinh thánh là cũng đáng sợ. Chúa không thay đổi thì con cũng quyết không thay đổi, cứ người đâu. Xin Chúa tha thứ. Và người này thật sự thay đổi. Khi bước về vẫn còn mùi heo, vẫn còn cái bụng đói. Đến bã đâu của heo mà không còn có ăn thì làm sao mua quần áo để mà đẹp, đúng không quý vị? Ok. Nhưng mà khi thật sự trở về với cha, đây là sự trở về lại. Khi cha nó nhìn thấy thì động lòng thương xót. Tôi rất thích từ thương xót. Thương xót là từ charis, nghĩa là lòng trắc ẩn vĩ đại. Một đứng về trên, cấp trên mà bao dung yêu thương tha thứ ban ơn cho người ở dưới một cách không xứng đáng. Và người này đã trở về trong sự ra mắt và cha đã nhìn thấy tấm lòng của nó quay trở lại và thay đổi. Người cha đến ôm hôn vào cổ. Trong
khi quý vị trở về với Chúa, cho dù đang ở trong hoàn cảnh nào, đang ở trong những nỗi nhục nhã nào, trong thất bại nào, trong khó khăn nào, còn có cả mùi heo đi nữa, thì người cha vẫn đủ bao dung yêu thương để ôm quý vị vào, hôn quý vị, phục hồi cho quý vị, phục hồi cho quý vị. Hãy mặc lấy áo công chính của Chúa, hãy đeo Thánh Linh vào trong cuộc đời quý vị, hãy bước đi trong thẩm quyền và tin rằng chúng ta dự bàn với Chúa luôn luôn. Tại vì tôi học tiếng Trung nên cái chữ phước có nghĩa là một người nam cùng với Đức Chúa Trời trong một khu vườn. Cái chữ phước có nghĩa như vậy. Một người được phước không phải trong tài khoản có bao nhiêu số không, có bao nhiêu cái nhà, có bao nhiêu cái xe, nhưng mà cái từ phước nguyên nghĩa là được ở cùng với Đức Chúa Trời trong sự hiện diện. Mỗi lần quý vị cầu nguyện hay thở phượng thì đều ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì đó là phước. Mà một vị vua mà đến là cha của mình thì lúc đó quý vị xin trả nghĩa ngài này không? Cha mẹ là một tỷ phú mà con, cha mẹ là một tỷ phú chủ của một chuỗi siêu thị như vậy mà con vào nói cha mẹ cho con xin bánh mì tôm nhé, con được không ạ? Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con một của ngài, vì hết thảy chúng ta đã ban con ấy, lẽ nào không ban mọi sự cùng với con? Quý vị có tin không? Hãy trở về, hãy trở về, hãy ăn mừng đi, vì con ta đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ thấy được, đoạn họ khởi sự vui mừng. Khi quý vị một người linh quý vị trở lại với Đức Chúa Trời, cả cõi thiên đàng vui mừng. Và trở lại rúng động, một người tin Chúa thì cả cõi thiên đàng rúng động, và một người trở lại cả cái nơi đó vui mừng. Tin ba mẹ không ạ? Đây là đúc. Trân trọng kính mời cái đề với Chúa, cái cô bác anh chị hãy cầu nguyện cho lời của Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.